Kính chào quý anh chị và các bạn đã đến với kênh xin YouTube của mình. Cô chú. Bắt đi lên xin tiền mẹ hả? Dạ, kiếm vốn. Lên. Quý vị ngày hôm nay bắt gặp Trọng Súng tái xuất lần 4 lên Sài Gòn. Xin chào, biết là các cô chú bác. Mục đích của Trọng Súng lên Sài Gòn để xin tiền mẹ hay làm gì đây? Đi quay YouTube. Quay YouTube hả? Dạ, hôm nay con quay đi với Nam hả? Đều có đi với con trai. Vậy hả? Nam ở trên đây nó quay hoàn cảnh trên này nè. Không gài. Mà quay YouTube vậy cơ mà chưa bật kiếm tiền mà lên mình xin tiền mẹ mà nói mẹ nó đi. Phải lại, không? Đâu có quay làm lại mấy cái kênh á, không gà bỏ hoài không có quay luôn á. Cái kênh hồi xưa đang làm ăn ngon á, tự nhiên nó bán ăn lúa non hết trơn, mày thấy tiền trước mắt là mày ham lắm. Lúa non. Dạo này có ai lừa mày nữa không? Ai hứa hàng chuyển tiền cho mày nữa không? Không. Rồi lên chơi hay là lên ở luôn tái xuất vậy? Lên chơi. Đi ghé thăm anh Bình Định. Nẫu ơi. Ngoài sàn. Dạ, kênh của em là Lang Thang Hà Tiên tập 1. Có gì anh đăng ký giùm em nha, mình định. Không phải Lang Thang Tới Cống hả? Lang Thang Tới Cống vẫn có, vẫn còn bình thường. Đăng ký bình thường. Rồi sao không đặt Lang Thang Gầm Cầu đi? Có Lang Thang Quẹo Ne có đó. Có, cái kênh Lang Thang Hà Tiên tập 1 đó là ngày xưa đó là Lang Thang Quẹo Ne đó. Em đổi cái tên Hà Tiên lại. Tên nó đẹp. Còn cái kênh kia nó ghi xấu quá à. Để cho em sửa lại. Làm gì đó toàn là gầm cầu với ống cống không giống nội. Không, ngày xưa mình thấy chữ lang thang ai cũng lang thang hết trơn, lang thang đường phố, lang thang gì gì tùm lum chân nha. Rồi các em thấy gầm cầu không ai ghi chứ. Em bẹo ghi vô chứ. Lang thang tới cống. Đầu mốt cái ghi thì lang thang gầm cầu. Mày cũng chuẩn bị ở gầm cầu rồi chứ nói có gì. Có đâu dễ vậy. Em đâu có phải như ngày xưa đâu mà ấy, tại bây giờ mà làm gì tao thấy đó, tại em không có giấy tờ rồi cho nên em ngủ gầm cầu chứ giờ đi có giấy tờ mà bình thường. À, lên gặp mẹ là mẹ có cho tiền không? Có, cho được hai trái ổi. Ủa mà rồi ở dưới mà làm gì thấy mày quay bắt cá rồi mà lên đồng lên bóng rồi thiên linh bà bóng vậy Trọng. Mà lên thiệt cái ai đạo diễn cho mày vậy? Đang đi cái tự nhiên nó bị gì chứ biết được đâu. Ở đây có tôi nha, tôi có đạo diễn nha. Ừ. Rồi mày có bị nha ma nhập hả? Tự nhiên nó vậy đó chứ mình đâu biết đâu. Chứ tao tưởng ai đạo diễn mày chứ. À. Em đang đi tới về giờ mở lên coi còn hết hồn nữa. Vậy cho qua đâu. Con vợ nó đuổi em ra ngoài đường luôn. Nó nói không cho ngủ nhà, nó sợ. Nó em mở cái cửa hay gì nè. Cái em kêu em ơi. Bữa đó mà có anh Bình Định đó, ông bỏ không đó, anh Bình Định. Rồi tao không đâu có nhát gan đâu, tự tao bỏ. Trời. Thiệt, hồi xưa tao không có sợ. Cái bữa mà anh là anh chưa gặp đó. Anh cái... mà đi chung ổng bữa. Cái đoạn đường nó ghê quá. Cái đường về hai bò chuối mà cái đường nhỏ xíu vậy nè. Đi ghê mẹ. Mày thấy mày vô cái động thiên thai nào mà. Đi vô cái ấy đó hả? Đi vô cái đó là hang cá sấu. Mà cái sự tích đó là ngày xưa có cá sấu gì đó nó ở đó. Rồi nó đi tới bóng hang luôn trời. Ngày xưa nước nó ngập lớn á. Bây giờ nó đi đâu hết không biết. Hay là nó đi công viên chơi. Chắc nó vô phú lên công viên hết. Ủa lên là chừng nào về? Hả? Tính tối về cho nó mát trời. Vậy hả? Ừ. Chạy nó vắng xe chứ bằng ngày xe ghê quá. Lên kiếm 2 triệu từ bà bác rồi về hả? Đúng không Trọng? Ít nhất tiền. Bà cũng cho ít nhất 1 triệu chứ sao tối ngày tao nói không đúng, tao nói gì không đúng á, mình mẹ mới cãi tao đi. Vậy cái chứ là... lên trên này hết biết không? Ông bà nhớ mấy đứa đó. Vậy rồi, tính chở tính cho bé Quý theo nó đó. Rồi ngặt cái nó lắc khắc quá, với nó ưa nhớ mẹ. Rồi thấy cho nó nhà. Thằng Phúc vậy chứ đi dẫn đi về quê, về ngoại, về nội bình thường à. Nó không khóc. Còn mà đi có Quý theo là thôi chút xíu về liền. Là sao thằng Phúc mày sao tao nó mập dữ vậy, có khi nó bị béo phì á mày ơi. Nãy thấy nó mập quá trời không. Mập luôn. Nó mập mà thịt nó chắc nó không chắc có... không, nó uống nước ngọt kiểu đó là béo phì rồi. Nó... Tao thấy mà người nó ủa, mỡ không bán à. Nước ngọt đâu nè, mà mua. Trời nó thẩm thấu có khi nó bị tiểu đường nít luôn á. Thằng Phúc nó bệnh dữ lắm á. Giờ nó không uống nữa nhưng mà thấy có bệnh qua năm sáu tháng có bệnh luôn gì đâu. Thì nó đổ bệnh một lần mà mày thấy cảnh. Thấy trời nhà, thịt nó đi đâu mà nói, ốc nút à. Em yêu cầu mà đứa mấy đứa nó sốt ha, cái em lấy chanh em tha hạ nhiệt xuống. Rồi mở áo này nè cho nó thoáng á.
chứ mình mà nít mà mình đẩy lên á là rồi đó, nóng chịu đâu nổi. Mình cũng nghe nói bữa nay đi làm ca sĩ hả, đi thu âm đồ ghê vậy, tính làm MV gặp cha Thiện hả? Tính cha Thiện thấy mà không sợ quá, tính làm MV quay MV. Cây nhà lá vườn á, dạ mình sẵn mình thu âm thôi, ngoại cảnh thì mình rất là nhiều cảnh Hà Tiên rất là đẹp, nhiều như là mình đứng mình hát rất nhiều có cảnh đẹp luôn á, rồi máy biển rồi đó. Rồi đi thu âm có nhà tài trợ hay là tự bỏ tiền túi ra? Có cái đó đâu, có tí tốn tiền gì đâu. Sao không tốn tiền đi thu âm, ít nhất 500 đến triệu bài sao không tốn? Có 300 ngàn, 300 ngàn thu âm gì cũng 300 ngàn, trời, ai đâu rảnh ở dưới quê em có 300 ngàn ha, bữa không có thu rồi, một bài hát 300. Đúng rồi. Có thiệt chứ nó dốc đâu 300 ngàn, ở đây là thu mắc lắm. Thu đó là thu cao kê chứ anh đâu có khối nhạc đâu. Vậy hả? Ừ. Còn em muốn rẻ nữa, 150, thu âm có 150 à. Mình mua thùng keo kéo đó, về mình coi cái bài nào ngon ngon đó, mà nó không bị dính con quyền, nó đẩy vô. Là trước khi thu âm hát bài nghe nè. Hát bài gì trời? Hát bài sân đi. Hát bài nợ nợ tiền. Tiền tình tiền tụi con. Tiền mất tình tan á. Bài gì trời? Thói đời á. Ờ, bài hồi lớp hoa gì ta? Sáng xuân nay chiều xuống đứng bên cầu nghe sóng biển, nắng thu vàng chiêu rạng bên bờ, Kiên Giang mình đẹp làm sao. Rồi nó đẹp được như khúc. Để vài bữa con học thuộc con hát nữa. Nên thuộc khúc. Nó cái bài Kiên Giang của nó mình hát bao nhiêu lần nó hát cũng được. Đâu có hợp hát đâu. Toàn là hợp gì không? Đi ra đi tập mò dọp với đập ba bê tông đó. Sao, sao ca sĩ, nhạc sĩ không sáng tác cái bài nó dấp nó láo ta. Nó hộp cho anh Trọng súng chứ. Thôi, có cuộc điện thoại. Nghe đi. Không được, cô điện. Thì nghe đi, có ai ghi hình mày đâu. Thôi để chắc ai đòi nợ quý vị ơi. Không phải. Thì nghe đi. Hãy nhắn tin cho tôi. Không phải, đâu có ai đòi nợ đâu, có cái là người quen trên này mà. Hay là cái bồ nhí ta. Thì có, thấy ghen chết luôn. Cô hả? Cô điện. Ai? Ủa nay thì đi bán vé số hả? Thì hả? Ừ. Nó đi lội bộ bán vé số. Nắm nhà mà thấy, đi bán vé số. Em thấy vui quá, cái em đi theo, em lội tèn tèn theo. Mà tao thấy mày 33, 34 tuổi rồi mà còn không chững chạc gì, không trưởng thành hết trọng. Con cái đùm đùm đề đề mà thấy cuộc sống mày bấp bênh vậy. Tính nay mơ bán ba cái nước lại. Em nước bán, gì? Cam ép. Mà bán hết sạch xanh rồi còn gì nữa? Mua lại. Ừ mà mua lại tiền đâu mà mua lại. Thì quý vị ơi, em quay clip này không lại. Có nhận tiền ủng hộ Trọng Súng bất cứ đồng nào nha quý vị nha. Nói rồi đó. Ừ thì có em tự em mua mà. Trời ơi tao sợ mày mua gì mà cũng bán hết á, mà bán mà cũng nói tao. Ủa, trước khi về đó tao nói mày. Không phải là tự nhiên em phung phí vậy. Là từ ở đó mình mướn người ta chở về mấy triệu, phải không? Mà trong khi đó trong mình không có đồng bạc nữa. Rồi tiền nó mướn người ta. Có không là do mày hết trơn á. Ở trên Sài Gòn nè, em bữa hết nói còn tiền. Tất cả chỉ là ngụy biện thôi. Bữa trên Sài Gòn em còn tiền, em còn mướn người ta chở về. Ở khi nào mà có tiền, đưa tiền mà 1 triệu, 2 triệu, 5 ngày sau mà hết à. Đúng không? Tao nói không đúng hả? Bộ không mượn người ta hả? Như kẹt mình chạy mình mượn người ta, có mình trả người ta. Rồi mình mới mốt tao mới cho mình mượn. Mà sao cứ mượn đầu này đắp đầu kia, mượn đầu này đắp đầu kia, cái tật là nó quen rồi đó. Tao xưa tao không biết mượn ai hết á. Toàn người ta mượn tao mà không trả tao, điển hình là mày đó. Sao cứ chọt cái lái ngoài vậy? Có sao tao nói vậy à? Cái đuổi. Mà tao nói đúng không trọng? Đúng nha, chính xác. Sao mà mượn tao 2 ngày mà trả, sao giờ 2 tháng vô trả? Làm như nó bị dai hả? Nó cho vài bữa bán có tiền à. Tôi sợ nó luôn á. Không, vài bữa em đúng có tiền, 2 ngày bán à. Đồ có tiền. Không nói chứ giờ em đang bán con dòm á anh, có mối. Hiện giờ cô chú nào có mua dòm mà bằng theo kiểu mà bán lại á. Dòm là con gì? Con dòm á, con bự bự không à, con dòm xanh á, con bự á. Là cua với cua đá. Trời nhóm ơi, cua đá ông mua, ông bắt còn con thôi nôi này. Trời ơi, bữa đó bắt con nhỏ, tại vì nước nó rồng, hôm đó là đi nước nó rồng. Còn bữa sau đi con bự bự không, mà ngặt cái lúc không quay không. Rồi đang đi rồi đâu cầm máy quay được, hai bên hai tay ướt nhẹp rồi quay gì. Rồi lặn lâu lâu dòm lại có cá sấu nó là hơi hỏi thăm không. Cái ghê mẹ.
mà... cá sấu nó nuốt cho mày cho rồi. Lặn hả, mắc cười, sợ cá sấu. Mà tối ngày mở phim cá sấu khổng lồ không à, rồi lặn xuống cái nhớ cá sấu cái đầu cái gì lội lên, cái gì lội lên để xuống mà nó vui vậy đó. Rồi gì nè, rồi ra lội hơi sâu sâu chút xíu á, cái coi cá mập khổng lồ đó, rồi cái tưởng tượng nó gần tới, cái rồi bỏ giò lội lên. Bữa đi với ông này nè, thấy cái nước nó phập phiều đó gì nè, cái đứng nhìn gì đó, tôi tưởng nó là không gì hết hồn lội lên nữa. Bởi vì nước cạn, lúc nào tôi đi là nước cạn mà, để biết không, nhiều khi cá sấu nó lội lại đó, mình thấy. Còn nước sâu mình đâu có đâu coi. Anh, giờ ông đi thi ngôi sao miệt vườn không chồng? Ngôi sao, ngôi sao gì súng gắn à? Quảng cáo bên nú nè. Giờ nhìn nó là hàng háng lời, không muốn nói vậy. Thấy biết nói rồi. Nó cà lơ phát phơ, cà rỡn vậy đó. Chứ ông gài cũng muốn buôn bán lại đó, để thấy chỗ đó làm ăn được. Mà tại sao bán mà bán một đống đồ mà có 3 triệu bạc à? Chứ em nghĩ trong hôm đó là gia đình em không còn, trong mình không còn có đồng mạc. Không có, đi bán thân này kiếm ngàn đô cũng giờ. Rồi anh nghĩ anh cũng nam ơi, anh xài cũng bán hết trơn à, không có tiền mà cũng kêu tao bán hết à, mà bán vậy rồi tiền đâu mà mình đi. À mà mày có nhớ cái khúc mà mày nói là trước sau gì mà cũng không bán tiền Mạnh Thường Quân cái đợt này, mày không bán đúng không, cái miệng mà nói một đường mà làm một nẻo. Không, tại lúc đó còn tiền. Đâu có còn tiền. Không có, đợt đó lúc đó em có tiền, cái người khổ quá rồi thấy gì bán, mà đâu phải đâu em bán luôn đâu, em mua lại lần lần có đồ nhóc hết trơn rồi đó, em mua là bù lại hết trơn rồi đó. Em mua đồ lắm chứ. Mà vợ mà cũng hay thiệt. Mà đi đâu vợ mà theo được hay thiệt cũng á. Mà rất là có lỗi với Mạnh Thường Quân giúp đỡ mày, giờ mà cứ lên đây quay cho mọi người thấy cuộc sống mày như thế nào, chứ không ai dám giúp mày nữa. Giúp rồi bán không có được. Đồ Mạnh Thường Quân cho mình phải trang trọng, chứ bán thì đâu có được đâu. Mà hồi đó trước khi về nói tủ lạnh mày có bán, mà nói để có người mua. Mua hồi đó mua được 4 triệu đúng không, mà đem về nó bán tùm lum tà la mà có 3 triệu bạc tất không? Cái chiếc xe dài dài đó của ông Tò Tèo ông hàng 6 triệu bạc đó. Ừ, rồi nó bán luôn tất cả 3 triệu hả? Hết trơn. Mô Phật. Rồi em lên trễ em thấy uổng ghê luôn á. Ai đó. Ai mua trúng mánh rồi đó. Ông nói vừa bán vừa cho. Chứ giờ bây giờ kêu người ta bán mắc quá tao không mua. Bán 4 triệu luôn, 5 triệu tao cũng mua nữa. Rồi nó 3 triệu thì tao đòi. Tủ lạnh nó mua cũng 5 triệu mấy rồi, xài đâu mấy tháng đâu. Nữa em mua lại anh em ơi, anh thấy giật mình, em mua lại mới chắc. Trời ơi, thôi 1 triệu thì có tiền trả bây giờ nói mua. không em nói em mua là mua à, anh yên tâm em có cách, tiền của em luôn. Mà nay mai em làm em bán ba cái dợp đó anh Tiến biết nhiêu, 20.000 ký. Hiện giờ có mối được 2 mối đó. Mời hả, bao nhiêu dự án ấp ủ mà nói rồi có thành không, công. Không, bữa hổm là em, cái cô chủ nhà đó bà kêu em á là tiếp đó, rồi phải tiếp người ta, rồi giờ rồi thôi chứ. Rồi tiếp rồi lẽ giờ nhà người ta gì chứ giờ mà làm gì? Giờ tôi hỏi mày mà cuộc sống của mày hàng ngày mà làm gì có tiền? Thì bắt mò dọp bán chứ làm gì, em có mối chợ đó, chợ gần đó luôn. Mà đó. Mà bán được không? Có ngày được ngày không? Đúng 3 giờ thì cứ mò, không có nói gì nhiều, tới giờ nước gầm đó lại ngồi đó. Ngày mà bán được nhiêu tiền mà nói tôi nghe coi. Cũng 200 mấy 300 mà. Ở đâu ra? Nào có sức vốn đồng nào hết trơn á. Chiếc xe đạp em chạy ra ngoài đó chút xíu. Mà nói gì cũng hay cũng giỏi á. Sát bên hả? À, anh chạy ra sát bên. Ủa rồi Nam có thấy nó bắt ngày có tiền không? Lúc em lên đi bắt toàn là lúc đi 4-5 giờ nước lớn. Đúng rồi, đi lúc 5 giờ thì rưỡi. Thì đó phải ngày đực ngày cái mà làm như ngày rưỡi sáng thu nhập thường xuyên đó. Thường thường cả 3 giờ làm như ngày nào là còn được kiếm 300-400 ngàn vậy đó. Đúng 3 giờ á là anh cứ lại bắt. Bắt xong là chạy ra mối liền, điện là mối chạy lại là mua có số điện thoại nữa. Cái bà ở xóm đó, bà giới thiệu đó. Là cái chỗ đó là người ta đầu nậu, người ta đi thu á. Ngày nào cũng thu cá, thu tùm lum, thu cá đói. Yêu cầu có điện người ta lại người ta lấy. Mà quan trọng bữa em cái thau đó em bắt đó là có 15 phút đó, vừa ở trên thì lội xuống là ngồi cái lụm bỏ con thau đầy cái đi lên, mà cái nhỏ con nó ghen đâu có nổi. Cười kêu nó chừng xe, ngồi trên nó chừng xe chứ đâu có ai chừng đâu, ngồi trên vậy đó. Rồi nó giờ không chừng mà rồi mà lên mà thấy cha mẹ mày khổ không? Mẹ thì làm quán cơm từ sáng đến tối, cha bán cũng từ sáng đến tối, nói mà bán đâu có được đâu. Em thấy gì nè, đáng lẽ mày tới tuổi này rồi mày phải làm ăn có tiền, mày phụ cha mẹ mày đó là... tiền trọ tiền nhà chứ không để ông bà làm cho cực khổ không? Cái con dòm đó rồi mà đi xin tiền nữa. Cái con dòm đó mà nếu mà đem xa được á ha, là tự chở từ dưới lên đây được. Tụi tao đang nói chuyện đây mà nó con dòm làm gì?
Mày phải trả lời tao mà thấy sót không? Mình làm con mà thấy cha mẹ tới tuổi mà sáu mấy bảy chục tuổi rồi mà cặm cụi làm rồi rất là khổ cực. Ông bác mà biết ông bác ngày bán 30 ngàn 50 ngàn với nhiêu, còn bà bác là làm từ sáng đến tối mà có 200 ngàn ngày à. Giờ mày phải lo cho vợ cho con, mày đừng có báo bả là được rồi, không bả không cần mày phải giúp bả đâu, bả nói vậy đó. Mình làm con phải có trách nhiệm chứ, già cả cha mẹ khổ sở mình phải lo chứ, đúng không? Tao nói đúng không? Chính xác. Nó cà rỡ rỡn cười á. Thôi ghét luôn cái gì. Ủa bữa nay chào cà nay cà phê chứ trọng bao hả ta? Anh bao quá anh kêu em ơi. đang chạy đi tính quay phim rồi mà cái thấy mệt quá ghé chỗ này luôn vậy đó. Quay cái nhiều clip đem về cái quay trên kênh Lang Thang Hà Tiên tập 1 á cho cô chú xem. Mình làm gì làm một kênh làm tùm lum kênh, rút cuộc mày không có được cái kênh nào hết trơn á. Không, tụi hổm em ngưng mấy ngày uổng biết nhiêu kênh nó ảnh hưởng ngưng á. Ngưng hoạt động gì mày quay có ai coi đâu mà ngưng giống ngưng. Có 10.000 người coi luôn á. Ở đâu ra 10.000 người? Trời, bữa hổm quay vụ bé 8 tuổi đó em quay được 10.000 người. 10.000 người. Ghê vậy. 10.000 người coi. Bà kiếm tiền chưa? Rồi 1.000 mấy, 1.000 tư, 1.000 rưỡi, 2.000 không? Tên nó còn nhỏ rồi. Rồi 3.000, 4.000 mấy. Mấy quay có view chứ không? Tại bữa đó đâu hết. Bây giờ không quay nữa, giờ mà mày nhảy xuống đây rồi người khác quay mày. Em nhảy hả? Ừ. Nhảy chắc lâu lâu linh lắm, thầy thì nó linh lắm. Không có gan á, đâu có hơi, nó bị xì khói. Lâu nổi, nó chìm luôn. Xuống, ông nhảy xuống về, ông báo mộng cho anh Bình Định đi kiếm. Không có, em là nhập thẳng luôn à, nhập trực tiếp. Tôi súng nè. Tôi súng nè. À, quý vị ơi, em có bán thuốc bổ thương khớp glucosamine loại 220 viên, 850.000 và receipt toàn quốc.